Blackpink, Rose và Lisa đã có một buổi phát sóng trực tiếp cùng nhau. Mặc dù vậy, hai thành viên của họ đã được đưa vào cuộc vui. Một trong những thành viên đó đã làm một việc mà rất nhiều Blink đang làm vào thời đó. Jennie đã nhận và bình luận tiếp tục trò chuyện trực tiếp. Cô đã để lại những bình luận cố gắng thu hút sự chú ý của Rose và Lisa, nhưng họ đã không tiếp đến. Cô ấy thậm chí đã thử nói rằng: "Xin chào, ở đây, tôi đã ở đây, ngay bây giờ, bạn có thể giúp tôi ở đây không?" Mặc dù các thành viên của cô có biết cô đã tham gia vào cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc Jennie vui đùa rất phù hợp với người hâm mộ, nhưng không thể chưa sự chú ý của thành viên của họ. Điều đó cho thấy cô chỉ là một người bình thường như mọi người khác.